thứ hai ngày 29 tháng 8. Tin mừng theo Thánh Marco. Con muốn Ngài ban ngay cho con cái đầu ông Gioan Tẩy Giả đặt trên mâm. Chứng nhân cho sự thật. Chứng nhân cho sự thật. Albert Camus, một nhà văn cũng là một triết gia, đã từng nói rằng sự thật giống như ánh sáng làm người ta chói mắt, sự giả dối thì ngược lại, nó là ánh sáng nhiều hôm tươi đẹp. Sự giả dối thì ngược lại là ánh chiều hôm tươi đẹp bao trùm lên mọi vật. Tin mừng hôm nay thuật lại chuyện ông Gioan Tẩy Giả bị chém đầu. Có thể nói, nguyên nhân dẫn đến cái chết của Gioan là do ông dám nói lên sự thật không chút sợ hãi. Vì lòng dạ độc ác của bà Herodia, sự yếu nhược của vua Herode, nên nhân một dịp thuận tiện, họ đã ra tay sát hại vị ngôn sứ đang bị giam trong ngục. Cái chết của Gioan mang vẻ đẹp của một chứng nhân sẵn sàng trả giá bằng mạng sống của mình để làm chứng cho sự thật. Giữa một xã hội vàng thau lẫn lộn, người Kitô hữu được mời gọi sống đời ngay thẳng, nói lời chân lý và dám làm chứng cho sự thật, dẫu phải chịu nhiều thiệt thòi và bất lợi về phía mình. Nguyện xin Chúa qua lời truyền cầu của Thánh Gioan giúp chúng con luôn can đảm sống sự thật và làm chứng cho Chúa trong bất cứ hoàn cảnh nào. Amen.